Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021 của các doanh nghiệp đã ra. Thì hôm nay đại diện cho AZFIN Việt Nam tôi sẽ cập nhật kết quả kinh doanh quý 1 2021 của cổ phiếu FPT. Từ đó đọc vị và định giá cái cổ phiếu này để đưa ra những cái quan điểm về đầu tư đối với cổ phiếu này cho quý vị và các bạn cập nhật. Thì nội dung chính của chúng ta hôm nay gồm có các phần như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ tổng quan lại cái lợi thế cạnh tranh của cổ phiếu FPT này. Thứ hai đó là phân tích tài chính và kết quả kinh doanh quý 1 của FPT, cũng như đưa ra những cái kết luận đọc vị về cái tình hình hoạt động kinh doanh và triển vọng tương lai của cổ phiếu FPT này. Thứ ba đó là định giá cổ phiếu FPT. Và thứ tư đó là kết luận và khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu FPT này. Thì đầu tiên là tổng quan về cái lợi thế cạnh tranh của FPT. Thì hệ sinh thái thì khá toàn diện, nó hỗ trợ nhau trong phát triển rất tốt, với ba trục kinh doanh chính hỗ trợ nhau, không phải là ba trục rời nhau. Đầu tiên đó là đào tạo, tiếp theo là công nghệ và viễn thông. Đào tạo thì tạo nguồn nhân lực dồi dào cho công nghệ và viễn thông. Công nghệ và viễn thông thì lại tạo môi trường học tập thực tế thực tiễn cho mảng đào tạo, là cái nơi tạo nên cái sức hút về sự hấp dẫn đối với mảng đào tạo của FPT. Tức là trong cái thời buổi ngày nay, mọi người đi làm ra, đi học, ra trường rất là sợ về thất nghiệp, bởi vì công việc nó rất khó khăn. Đúng không? Dịch bệnh Covid cũng như là công nghệ nó ứng dụng vào, nó thay thế con người rất nhiều. Thế do đó, để mà có thể có một công việc sau khi học đại học ra thì là một cái mối quan tâm gần như là lớn nhất đối với phụ huynh cũng như đối với các bạn sinh viên. Chính vì thế hai mảng này tạo động lực thu hút cho mảng đào tạo rất tốt. Thì trong đó cái mảng đào tạo của FPT này, hàng năm chúng tôi nhận thấy nó đã cung cấp được một cái lượng nhân sự rất lớn cho cái mảng công nghệ, trong khi các cái công ty khác thì rất khan hiếm, rất thiếu, thì FPT lại có lợi thế cung cấp sẵn rất tốt, đúng không ạ? Và cái mảng công nghệ là một cái xu hướng tất yếu, do đó nó rất hấp dẫn. Tiếp theo là viễn thông thì đang trở thành con gà đẻ trứng vàng, mang lại cái dòng tiền tuyệt vời và tăng trưởng ổn định trên 10% một năm. Thì sau một quá trình đầu tư rất dài thì đến nay mảng viễn thông về cơ bản đầu tư cũng sẽ ít hơn rồi, dòng tiền đẻ ra rất nhiều và trả cổ tức rất cao, trả cổ tức thực sự rất là cao. Cái mảng đào tạo thì về cơ bản FPT đã mở các cái trường đào tạo ở rất nhiều tỉnh rồi, và trong tương lai có thể mở thêm cả chục tỉnh nữa. Đó, chục tỉnh nữa, thì để có được cái hệ sinh thái nhân sự rất tốt. Thì tiếp theo là cái lợi thế về nguồn nhân lực của Việt Nam. Thì lợi thế là quốc gia học toán nhiều, thì do đó là chất lượng nhân sự khá tốt, giá rẻ so với các cái đối thủ trong khu vực như là Trung Quốc và Ấn Độ. Đặc biệt là cái tỷ lệ dân số vàng ở Việt Nam vẫn đang trong cái giai đoạn này ít nhất là được khoảng 7 năm nữa. Thì vì sao lại vậy? Bởi vì họ làm phần mềm, làm coder thì rõ ràng tuổi trẻ mới làm được. Còn dân số mà già chẳng hạn thì cái nguồn lực cho nhân sự cho cái việc này rất là kém, sẽ không có, đúng không? Và thứ ba là thương hiệu của FPT thì tương đối mạnh, sở hữu cái dịch vụ công nghệ thông tin khép kín sau khi mua IntelliLed của Mỹ. Và FPT có tập khách hàng lên đến hơn 100 khách trong cái Fortune 500. Thì có thể nói rằng là FPT trong vài năm vừa qua đã nâng tầm cái thương hiệu của mình lên, đẳng cấp nó khác hẳn. Thay vì trước kia thì họ chỉ làm những cái việc vặt thầu phụ thôi, thì giờ họ sẽ có cái tầm nó lớn hơn, nó mạnh hơn rất nhiều rồi. Và tiếp theo thứ tư đó là quản trị công ty và văn hóa doanh nghiệp của FPT là mạnh. Đây là một điển hình mẫu mực cho rất nhiều các doanh nghiệp học hỏi theo. Nó thúc đẩy sự phát triển bền vững. Đó, FPT thành công trong việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo mới. Đó, cách đây khoảng 5-6 năm thì FPT đã thất bại một lần trong việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Đó là từ việc là chuyển giao tổng giám đốc cho anh Trương Đình Anh, đúng không? Nhưng mà sau đó thì họ đã rút được kinh nghiệm. Và bây giờ là thế hệ lãnh đạo tiếp theo là Quang Khoa làm tổng giám đốc, và các anh phó tổng giám đốc cũng rất là trẻ. Thì rút kinh nghiệm bằng cách là tổng giám đốc này đã được đi thực tế ở tất cả các công ty trong tập đoàn. Họ hiểu kinh doanh tập đoàn. Bên cạnh đó một điều rất quan trọng đó là anh ấy hài hòa được với các cái cổ đông lớn tuổi, với các cái ban lãnh đạo lớn tuổi cũng như các bạn trẻ trong cái lĩnh vực hoạt động của FPT.
Đây là một điều rất tốt. Và điều cuối cùng đó là sau Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã thúc đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số vào kinh doanh, khiến cho lĩnh vực công nghệ thông tin tăng trưởng mạnh của FPT. Tăng trưởng mạnh. Và các cái sản phẩm của FPT trong tương lai đưa ra về cái gọi là liên quan đến cái gọi là các cái sản phẩm đóng gói để hỗ trợ thì cũng sẽ rất là tốt. Thì chính vì thế cho nên là chúng tôi cho rằng đây là những cái lợi thế rất mạnh và chỉ có FPT có ở Việt Nam mà thôi. Các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin khác thì không hề có. Không hề có. Tiếp theo là về cái tổng quan qua một chút về kết quả kinh doanh năm 2020. Mặc dù đây là một năm vô cùng khó khăn thì doanh thu của FPT vẫn đạt 29.830 tỷ, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế thì đạt 5.261 tỷ, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thì đạt 4.422 tỷ, tăng 13,1%. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là 3.538 tỷ, tăng 12,8% so với cùng kỳ. EPS đạt khoảng 4.119 đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Thì cái EPS này thì đã cơ bản đã trừ cái quỹ phúc lợi khen thưởng của FPT khoảng 10% rồi. Tiếp theo là về cái đóng góp của các mảng trong cái lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ. Thì mảng công nghệ thì vẫn chiếm chủ yếu, đóng góp khoảng hơn 50%, 52,28%. Mảng viễn thông lợi nhuận rất cao nhưng FPT nắm khá thấp, đúng không ạ? Nắm có hơn 40% thôi, thì đóng góp khoảng 20,35%. Liên danh liên kết thì đóng góp khoảng 8,82%. Và giáo dục đầu tư thì đóng góp khoảng 17,55%. Thì đây là hệ sinh thái về các cái công ty con cũng như liên doanh liên kết của FPT này. Đó. Thì bên cạnh đó thì có một cái điều khá thú vị, đó là cái việc FPT tận dụng cái lợi thế có nguồn thu từ đô la của mình để có thể là vay huy động vốn bằng đô la với lãi suất khá là thấp để gửi ở các ngân hàng Việt Nam khá chắc chắn và có thể mang lại cái lợi nhuận chênh lên đến vài trăm tỷ trong mỗi năm. Thì đây là một điều này rất là sáng tạo và đáng quý của FPT. Sở dĩ có cái điều này có thể học hỏi, chắc là học hỏi từ ngài Warren Buffett ở bên Mỹ. Tiếp theo là về phân tích tài chính và kinh doanh 2020 cũng như là quý 1 2021. Thì sức khỏe tài chính của FPT thì ngày càng mạnh. Nợ vay dòng của FPT thì luôn ở mức âm, tức là chúng tôi lấy nợ vay trừ đi tiền và đầu tư tài chính. Thì điều này cho thấy là cái sức khỏe tài chính rất mạnh. FPT họ dư tiền, không cần vay họ vẫn có thể hoạt động tốt. Nhưng mà về cơ bản họ vay họ có thể tận dụng gửi và ăn chênh vài trăm tỷ, tại sao lại không làm? Đúng không ạ? Trong khi nhân sự tốn cho mạng này không quá nhiều. Tiếp theo là FPT luôn duy trì cái nợ vay đó vì uy tín như vậy. Và cái chiếm dụng của FPT thì rất lớn, giúp công ty tận dụng được cái vốn của người khác rất là tốt. Và FPT là một doanh nghiệp hiếm hoi vừa trả cổ tức hàng năm rất đều đặn và lại vẫn tăng trưởng tốt. Và cổ tức của FPT tăng trưởng khoảng 15% một năm trong nhiều năm trở lại đây. Trong nhiều năm trở lại đây. Đúng không ạ? Đây quý vị có thể thấy đây, các cái kết quả kinh doanh chung đó, rất là cao. Tình hình tài chính rất tốt. Tiếp theo về đánh giá cái kết quả kinh doanh của FPT thì nó đã tăng trưởng mạnh trở lại từ cái quý 4 năm 2020 và quý 1 năm 2021, tín hiệu tăng trưởng cũng rất tốt và mạnh mẽ. Thì doanh thu quý 1 2021 đạt tới 7.586 tỷ, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó đóng góp tăng trưởng chính vẫn là công nghệ, tăng 15,6%, viễn thông tăng 9,6%. Mảng công nghệ thông tin nước ngoài thì hồi phục chưa thực sự mạnh, tăng có 9,6% thôi. Thì chúng tôi rất kỳ vọng nó sẽ tăng trưởng trở lại trong cái quý 2 và quý 3 năm 2021 này. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 906 tỷ đồng, tăng 21,29% so với cùng kỳ năm 2020. Thì bên cạnh nguyên nhân đến từ tăng trưởng cốt lõi khoảng 6% thì lợi nhuận tài chính đóng góp chủ yếu. Nguyên nhân đến từ một FPT là tăng cường kinh doanh nguồn vốn, hai là chi phí huy động vốn giảm do cái lãi suất giảm. Và ROE của FPT đạt tới 6,18% trong quý 1, tự là một quý thấp điểm. Thì tương đương cả năm chúng tôi cho rằng ROE có thể 26-28%, tức là một mức cao gấp khoảng độ 4 lần lãi gửi ngân hàng. Thì đây thực sự là một mức ROE hiếm có đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa tăng trưởng vừa trả cổ tức như FPT. Tuy chưa trở lại quá mạnh mẽ trong quý 1 này, nhưng dựa vào cái khối lượng hợp đồng đã ký mới mà AZFIN ghi nhận được thì chúng tôi cho rằng là các quý tiếp theo sẽ tăng trưởng mạnh hơn nữa
đặc biệt ở mạng công nghệ và viễn thông, và chi tiết hơn nữa đó là mạng công nghệ ở nước ngoài. Đó, thì chúng tôi cho rằng là cái quý 2 sẽ tăng khá mạnh và quý 3 sẽ tăng rất mạnh. Rất mạnh. Và kết quả kinh doanh năm 2021 có thể tăng trưởng tới 25% so với 2020, thậm chí có thể tăng trưởng cao hơn. Tiếp theo về cái dòng tiền của FPT thì chúng tôi cho rằng là rất tốt, không thể tốt hơn. Đúng không? Tốt hiếm có. Và có một số đặc điểm cần chú ý như sau. Đầu tiên là dòng tiền hoạt động kinh doanh cả năm luôn tốt, do sự hài hòa trong hoạt động kinh doanh với cái hiệu quả cao. Dòng tiền thì cao hơn cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh rất tốt. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư thì ngày càng âm lớn do FPT vừa mở rộng tài sản cố định, vừa tận dụng uy tín để kinh doanh nguồn vốn, tức là họ được gửi ngân hàng đấy ạ, để tối đa hóa cái lợi nhuận của mình. Thì dòng tiền tài chính gần đây dương do việc huy động để phục vụ cho mục đích kinh doanh vốn. Và như tôi đã trình bày ở phần đánh giá về sức khỏe tài chính thì cho thấy cái hoạt động tài chính này rất khỏe. Nó vay để nó gửi lại. Về cơ bản nợ dòng của FPT sấp xỉ không. Đó, do đó là cái dòng tiền như thế này nó rất là tốt. Việc chúng ta đánh giá dòng tiền thì chúng ta phải cân đối với cả cái báo cáo cân đối kế toán để chúng ta để hiểu rõ hơn, chứ không cứ nhất thiết là âm dương là chúng ta ra kết luận luôn. Chúng ta phải hiểu được cái bản chất phía trong của cái âm dương đó, cái lớn cái nhỏ đó, nó là cái gì, thì lúc đó chúng ta mới kết luận tốt được. Rất nhiều các doanh nghiệp kể cả dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh âm rất lớn nhưng nó vẫn rất tốt, thậm chí cực kỳ tốt cả. Đó, vì cái bản chất của nó tốt. Đó là điều chúng ta cần nhìn tới, chứ không phải là như một số chuyên gia cứ nhìn qua rồi kết luận một cách rất phiến diện. Thì điều đó là nó không có lợi, thậm chí bỏ sót những cái trường hợp kinh điển trong đầu tư tốt. Tôi thấy có một số chuyên gia nổi tiếng mang tính chất là bạn là cao thủ trong kiểm toán chẳng hạn, thì cho rằng cứ thấy là dòng tiền hoạt động kinh doanh là thấp hoặc âm là xấu, như vậy thì sẽ bỏ qua các cái cây kinh điển như Hòa Phát đang mở rộng. Họ phải tích thêm hàng tồn kho chứ. Thì như vậy dòng tiền hoàn toàn có thể âm, có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Sau khi tích đủ hàng tồn kho cho hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường thì nó không tích thêm nữa, thì dòng tiền này dương dương siêu lớn. Đó là một bước lùi một bước để tiến ba bước. Đó, chúng ta cần phải chú ý. Tiếp theo về cái điểm yếu của FPT thì chúng tôi cho rằng FPT vẫn có một số điểm yếu như sau. Các sản phẩm công nghệ có hàm lượng chất xám cao chưa nhiều và đóng góp chưa đáng kể vào cái kết quả kinh doanh chung của tập đoàn. Thì AZFIN đánh giá việc này là đang tiến triển chậm so với những cái kỳ vọng của ban lãnh đạo công ty cũng như kỳ vọng của người Việt Nam về tự hào FPT. Thực sự là như vậy. Rõ ràng là họ vẫn gia công là chủ yếu. Các sản phẩm hàm lượng chất xám cao được đóng gói và được bán cho các đối tác chưa nhiều. Thì trong cái thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo, quý 1 2021 thì lợi nhuận tăng, phần lớn đến từ lợi nhuận tài chính. Như tôi cũng đã đánh giá ở phần kết quả kinh doanh. Cái phần core đâu nó tăng hơn 6% thôi, còn lợi nhuận tài chính lại đóng góp vào. Thì nó mới giúp tăng trưởng hơn 21%. Thì chúng ta cần phải đặc biệt chú ý này. Cho dù là một người yêu thích FPT và cầm tới 8 năm rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn phải nhìn nhận rõ là cái cấu thành lên lợi nhuận là như thế nào. Đúng không? Nó không thực sự được tích cực như con số 21% đâu. Bởi vì quý 1 năm 2021 lợi nhuận tài chính đạt 184 tỷ. Trong khi quý 1 2020 lỗ 3 tỷ. Như vậy riêng cái đóng góp từ lợi nhuận tài chính của quý 1 2021 cao hơn so với 2020 lên 187 tỷ trong tổng số việc tăng 254,5 tỷ lợi nhuận trước thuế của cái quý 1 này. Thì như vậy là cái co trừ tài chính đi, đâu đó tăng trưởng có chưa đến 70 tỷ. Chưa đến 70 tỷ, tức là tăng trưởng hơn 6%, chưa đến 7%. Đó, thì chúng ta cần phải chú ý điều này. Kết quả kinh doanh trở lại rồi nhưng mà chưa thực sự mạnh. Đó, về biên lợi nhuận thì tăng chưa tương xứng so với vị thế đang nâng lên của công ty. Tôi cho rằng là cái vấn đề kiểm soát chi phí của FPT thực sự là, tất nhiên nhìn ở mặt bằng chung nó quá tốt rồi, nhưng với vị thế là một doanh nghiệp hàng đầu, doanh nghiệp tốt đầu, top đầu, thì chúng tôi vẫn kỳ vọng là nó có thể tốt hơn, có thể tốt hơn nữa cơ, tương xứng với vị thế của nó cơ. Còn tất nhiên chúng ta so sánh chung với các doanh nghiệp thì FPT làm quá tốt rồi, đúng không? Nhưng mà chúng tôi đặt ra một cái nền, một cái yêu cầu cao hơn đối với những cổ phiếu hàng đầu như FPT này. Thì trên đây là một số những cái điểm yếu của FPT. Tuy vậy thì tổng kết lại thì những điểm yếu này là về cơ bản là nó có yếu, nhưng mà nó tác động chưa mạnh, chưa lớn đến cái doanh nghiệp này. Tiếp theo về cái dự phóng kết quả kinh doanh của FPT trong năm 2021
Thì đầu tiên là về kết quả 2020 đấy, thì đạt 3.538 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ, tăng 12,85% so với 2019. Thì đây là một kết quả kinh doanh là tích cực trong bối cảnh Covid diễn ra khốc liệt. EPS chưa trừ lợi ích cổ, chưa trừ phúc lợi khen thưởng là 4.513 đồng. Thì chúng tôi dự báo kết quả kinh doanh 2021 thì FPT sẽ có sự tăng trưởng mạnh đến từ mảng công nghệ thông tin có thể tăng trưởng lên 20-25%. Thì để đạt được cái việc tăng trưởng này thì chúng tôi rất hy vọng vào các cái quý sau, đặc biệt là từ quý 3 2021 trở đi phải tăng trưởng được khoảng 30%. Thì như vậy thì mới đạt được cái mục tiêu này, bởi vì quý 1 cái mảng công nghệ thông tin này tăng trưởng chưa thực sự ấn tượng, đặc biệt là liên quan đến nước ngoài tăng trưởng chưa đến 10%. Đúng không? Rồi là B, mảng viễn thông thì tiếp tục tăng trưởng khoảng 18-23%, hưởng lợi từ sự vận hành hiệu quả hơn và cơ sở vật chất đã đầu tư xong. Fox đã trở thành con gà đẻ trứng vàng sau một thời gian dài đầu tư. Thực sự cái kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng của FOX là một cái gì đó chúng tôi không ngờ. Trước đây chúng tôi cho rằng nó chỉ tăng trưởng 10-15% thôi, không ngờ nó lại tăng trưởng tốt như thế. Thì thực sự là mảng này tăng trưởng rất ấn tượng, không hề đơn giản. Đó. Tiếp theo C, đó là mảng giáo dục thì tiếp tục tăng trưởng trên 20%. Trên 20% do FPT vẫn liên tục mở rộng cái mảng giáo dục này. Và D là mảng liên doanh liên kết sẽ không có tăng trưởng, thậm chí giảm một chút do FRT hoạt động cũng không được tốt lắm. Rồi công ty bán buôn kia thì hoạt động cũng về cơ bản ổn định mà thôi. Thì lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2021 thì chúng tôi ước có thể tăng 25%, đạt tới 4.420 tỷ đồng. Thì tại ngày 29 tháng 4 thì PE forward khoảng 2021 là 14.4 lần. Thì là một mức vẫn rất hấp dẫn đối với một cổ phiếu hàng đầu như cổ phiếu FPT này. Nó xứng đáng với một cái mức PE cao hơn, có thể đạt khoảng 18 lần. Đó. Tiếp theo, về chúng tôi sẽ định giá theo từng phần thì nó sẽ phản ánh phù hợp hơn, chuẩn chỉ hơn đối với doanh nghiệp này thay vì chúng ta gộp tất lại. Thì mảng công nghệ thông tin lợi nhuận sau thuế 2021 có thể đạt 2.394 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong quá khứ là 30%, trong 5 năm tới là 20-30%. Thì áp dụng phương pháp PE thì chúng tôi cho rằng S-Shop xứng đáng PE bằng 20 lần. Thì định giá mảng này không khoảng độ gần 48.000 tỷ. Tiếp theo về mảng viễn thông thì lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 2020 là 920 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng trung bình trong quá khứ là 13%, trong 5 năm tới thì phải trên 10% cơ, không phải 10%. Thì mang lại cái dòng tiền cực kỳ đều đặn, dồn rất tốt. Thì áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền thì chúng tôi cho rằng định giá mảng này khoảng 12.339 tỷ đồng. Thì mảng liên doanh liên kết thì lợi nhuận sau thuế thuộc công ty mẹ là 312 tỷ. Trong tương lai mảng này dự kiến đi ngang sẽ rất khó tăng trưởng. Thì PE mảng này chỉ khoảng 7 lần thôi cho nó phù hợp. Thì định giá mảng liên kết này khoảng 2.184 tỷ đồng. Tất nhiên định giá này có thể cao hơn nếu mà FPT Security sắp tới lợi nhuận sẽ cao hơn, nhưng mà nó cũng sẽ không nâng định giá đáng kể đâu ạ. Tiếp theo là về mảng giáo dục đầu tư thì lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2020 là khoảng 780 tỷ đồng. Thì chúng tôi tính cả tất cả các cái mảng liên quan đến đầu tư. Mọi người lưu ý nhé. Đó, chứ không thể giáo dục không đâu. Bên cạnh đó thì có một khoản tiền ẩn lợi nhuận của FPT tại Tiên Phong Bank. Thì họ ghi nhận đâu theo cái giá gốc đầu tư. Mà cổ phiếu Tiên Phong Bank bây giờ giá rất là cao, đúng không ạ? Thì có một cái khoản tiềm ẩn lợi nhuận như thế trong tương lai có thể xảy ra. Thì định giá theo phương pháp P trên Y thì khoảng 15 lần cho mảng này thì cũng thực sự là tương đối khiêm tốn. Thì định giá mảng liên kết khoảng 11.700 tỷ đồng thì đây cũng là một định giá khá thận trọng. Thì về kết luận thì FPT là doanh nghiệp có triển vọng tương lai tốt nhờ xu hướng ngành là tất yếu rồi. Đặc biệt sau Covid ngành này sẽ được đẩy rất mạnh. Lợi thế cạnh tranh mạnh, quản trị công ty tốt. Với giá hiện tại khoảng độ 80.900 đồng ngày 29 tháng 4 2021 ấy, thì FPT có upside trên 25% trong một năm tới. Tức là kỳ vọng đến tháng 5 hết tháng 4 năm 2021. Khi có kết quả kinh doanh của quý 1 năm 2022 thì kỳ vọng rằng giá cổ phiếu tăng được từ mức này khoảng trên 25%. Thì chúng tôi khuyến nghị mua mạnh đối với cổ phiếu FPT tại vùng 80 đến 85. Thì dành cho mục đích là đầu tư dài hạn. Đầu tư dài hạn đối với cổ phiếu này. Thì trên đây là những cái đánh giá đọc vị về cổ phiếu FPT cũng như định giá và khuyến nghị cổ phiếu FPT đến với quý vị. Chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.